vị, báo Dân Trí loan tin, tại cuộc họp báo Chính phủ Cộng sản Việt Nam ngày 5 tháng 2 năm 2020, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết là công an đã triệu tập hơn 170 người để làm việc và đang xem xét giải quyết hình sự của 41 người. Tất cả những người này đều có cùng hành vi, đó là loan tin về bệnh dịch coronavirus trên Facebook cá nhân. Liên quan đến sự việc này thì trên trang Facebook cá nhân của bác sĩ Tuấn Nguyễn làm việc tại bệnh viện C Đà Nẵng, ông cho biết cá nhân ông đã bị công an gửi giấy mời để làm việc. Nguyên nhân là ông liên tục đưa thông tin cảnh báo cho người dân về dịch bệnh coronavirus. Nhận được giấy mời, ông Tuấn hồi đáp trên trang cá nhân rằng ông vẫn đang làm việc chữa bệnh nhân và không có gì phải làm việc với công an. Cách dập dịch này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam được dư luận cho rằng giống hệt cách làm của nhà cầm quyền Trung Cộng. Khi lúc dịch khởi phát thì nhà cầm quyền Trung Cộng thay vì minh bạch thông tin, khoanh vùng dịch để tránh lây lan, thì họ lại đi bưng bít thông tin cho công an vào cuộc đe dọa người dân và các bác sĩ loan tin cảnh báo về bệnh dịch. Hậu quả là đến nay các lò hỏa thiêu ở Vũ Hán dù làm việc hết công suất nhưng cũng không thể thiêu kịp hết xác người chết vì bệnh. Không chỉ nhiều người dân Trung Hoa bị nhiễm virus mà hàng chục người dân các quốc gia khác trên thế giới cũng bị ảnh hưởng. Trong đó tại Việt Nam thì cũng đã có hàng trăm người dân phải nhập viện cách ly.